Hello các bác, cái bộ mồi của Nick Amando ấy, thời gian trước tôi làm cái bộ gọi là bộ mồi twin của Nick Amando thì sau một thời gian hãng đã bỏ cái mẫu đấy, thay thế sang hai cái mẫu mới. Thì hôm nay trên tay tôi sẽ làm unbox cái bộ gọi là bộ twin action trước nhá. Nó còn cái bộ của twin mix thì là ta sẽ tí nữa sau. Thế còn twin action thì nó lại hay như này, là trong một cái bộ mồi twin action này thì lại vừa có nhái hơi lại vừa có nhái nhảy một cặp như này, là vừa có một con nhái hơi và vừa một con nhái nhảy, và cái action nó lại khác nhau như này này. Để tôi mở ra để các bác xem. Cái action của con nhái nhảy à nhái hơi ấy, là nó là kiểu dạng walking dog, tức là mình kéo nó đi cả giật này, rất thu hút cá trong những trường hợp là nó có rong bèo ấy, hoặc là cá nó nằm sâu ấy, là các bác kéo. Xin lỗi, bóc luôn đây rồi. Đây là một con này nhái hơi này, bên này một con gọi là nhái nhảy trong một cái gói mồi luôn. Như thế này các bác nhé, màu sắc thì nó cũng khá nhiều màu nên là các bác xem trực tiếp trên website luôn cho ông tôi. Đây, một cặp mồi là có một con nhái hơi như thế này và một con nhái nhảy như thế này, rất đẹp luôn. Nick Amando thì cái màu sắc nó rất là sực sỡ, màu xanh, màu tím, màu đỏ, lôm côm cả. Thì đây là chi tiết, tôi sẽ đi quay chi tiết cái con nhái hơi trong cái hộp mồi twin action này trước này. Con twin action này các bác có thể nhìn thấy ngay là cái kiểu dây, tức là cái khoen buộc dây nó không nằm ở cái phần đỉnh mồm giống như các con nhái khác, nó nằm sâu xuống dưới hàm. Xuống dưới hàm này thì khi kéo ấy, là nhấc đầu lên cái này là con cái đuôi nó chồng xuống cái này ngay. Và các bác kéo thì nó sẽ kiểu như này, đây, nó chạy thẳng vẫn ok, nhưng mà con này mục đích là để chạy cái kiểu địa hình nó có rong bèo ấy, rong bèo hoặc là những cái lùm cây mà rong rêu ấy, thì là mình kéo mồi chậm, vừa kéo vừa giật để thu hút cá trong những cái bụi lùm á. Nếu tôi chơi một trận ở Quảng Ninh đánh rong rêu ấy, là tôi cũng phải chơi cái kỹ thuật là dắt mồi cái đấy. Walking dog, tức là mình cứ cả giật chứ không kéo thẳng cá, nó không phát hiện kịp, nó cũng không vô kịp đâu. Thì cái con này là con nhái hơi để đi trong những địa hình như thế này, nhìn rất là gấu luôn, lưng ông ấy còn có gồ ghề lên thành cái như kiểu khủng long này này. Con mặt đây, chả hiểu con này là con nhái hay con mèo hay con chó, còn có cả tai nhưng mà mình gọi là nhái hơi. Đây, mà đi đây, có chữ nick ở đây, đồ gập lưỡi này, rất hở luôn. Ok, cao su mềm. Đây, hở lưỡi này, còn đáy đây. Rồi, tiếp tục sang cái con thứ hai trong cái bộ mồi là cái con nhái nhảy. Đây là kỳ lạ là hãng này Nick Amando lại cho một con nhái nhảy với một con nhái hơi đi cùng nhau. Thường ít khi nhái nhảy nó sẽ có ưu điểm là chạy tương đối là kêu, phát tiếng động lớn, thu hút cá trong các cái bụi bờ. Chẳng hạn anh các em quánh chuối hoa ấy, thì lại thích chơi nhái hơi vì nó thu hút cá lắm. Thì đây, twin ở trên này vẫn có cái logo tên của con mồi là twin này. À, dưới này có cái chữ ký kiểu hãng làm lên khá là đẹp. Tôi thấy Nick Amando làm con mồi tử tế lắm, chi tiết từng tí một luôn ấy. Tên lên đây viết rất là đẹp, mà màu mè nó thì đặc biệt là cái con mồi này này, cái con nhái nhảy này, màu mắt cũng rất là dữ, nó đỏ, nó ánh, khi mình soi qua ánh sáng nó ánh. Đến thậm chí cái khoen này cũng được sơn xịt rất là đẹp như này. Đây, khoen này, còn phần đuôi đây. Đuôi này thì xem là hãng đã cắt lỗ chưa. À, chưa cắt lỗ nhá. Chưa cắt xả xẻ ống chống vướng ấy nhá. Nên anh em mua về chơi, các anh em trước khi mang ra chơi là anh em phải cắt, lấy cái con dao mỏng ta cắt khía theo cái sở thích của chúng ta, dài hay ngắn thì hình như nào. Chứ cái này hãng chưa cắt đâu nhá. Nên là khi bập cái này là nó sẽ không bập cá đâu đấy. Nhớ là mua dùm thôi, là mua về là tự cắt. Có nhiều hãng thì người ta làm, người ta xẻ sẵn. Có nhiều hãng không xẻ đâu, không xẻ cái rãnh ở trên này. Nhưng như con này là các bác về, các bác phải xẻ rãnh ở trên cái trục chống vướng cái này, cái cọng chống vướng cái này, kẹp chì ở dưới này. Ok, đây là một cái bộ mồi twin action. Action đúng là con này gọi tên action là đúng, bởi vì nó đều có những cái con này chạy khuấy nước kinh khủng này, nhái hơi này, còn con này chạy là walking dog thì là nó vừa chạy vừa kêu lắc nhưng không có thìa. Đấy, nó đánh địa hình chống vướng mà các bác. Ok, đây là một bộ mồi twin action của Nick Amando. Anh em nào thích đưa bộ sưu tập thì xin mời đặt hàng trực tiếp trên website của Hoan Cam ở dưới mô tả của video. Giờ ta sang bộ tiếp theo là cái bộ twin mix thì là hai con nhái hơi cả. Đợi tôi một lát xong là mình sang cái kia nhé.